Hello mọi người, chào mừng mọi người đến video của Yến. Video này mình muốn chia sẻ một câu chuyện rất là vui. Ngày hôm qua nhà ngoại của mình test lại 11 người và đều đã âm tính. Nó quá là vui tại vì 15 ngày trước khi mà test thì cả nhà đều dương tính. Trong nhà thì có hai em nhỏ, hai đứa cháu của mình, đứa 3 tuổi, đứa 4 tuổi và bà ngoại của mình thì 82 tuổi rồi, có bệnh nền là huyết áp, tiểu đường và tim. Trong xóm có quá nhiều người mất bởi vì Covid, trên báo đài cũng nhiều lắm. Và những người trong xóm mất thì đều trẻ hơn ngoại. Cho nên là khi mà biết tin ngoại bị Covid á, thì nhà mình ngay lập tức rối lung tung lên, chả biết phải làm sao và ai cũng hoảng loạn hết. Nên video ngày hôm nay mình ngoài chia sẻ cái niềm vui mà mình muốn chia sẻ với mọi người, thì mình cũng chia sẻ câu chuyện của nhà mình, để hy vọng là nếu như bạn có trường hợp như vậy thì bạn sẽ biết là mình cần làm gì ha. Đầu tiên, nếu như bạn phát hiện là bạn bị F0 hoặc là trong nhà có người F0, bình tĩnh là cái quan trọng nhất thời điểm đó. Phải thật sự là bình tĩnh, thật sự là bình tĩnh. Tại vì có rất là nhiều cách, nhiều thứ mình sẽ phải làm, nhưng mà nếu như mình rối lên là mình sẽ không biết phải làm gì cả. Nên là mình phải bình tĩnh, đi uống một ly nước, trấn an bản thân lại. Tại vì mình cần trấn an, mình cần bình tĩnh để lo cho những người xung quanh, để trấn an mọi người xung quanh nữa. Nhất là trong nhà, nếu như có người lớn tuổi mà không giữ được bình tĩnh thì nó sẽ rất là ảnh hưởng tới sức khỏe. Nên là càng phải giữ bình tĩnh nha. Sau khi lấy lại được bình tĩnh xong thì hãy list ra những cái thuốc mà mình cần mua, hoặc là liên hệ những cái nơi cấp thuốc cho F0. Covid không có thuốc trị đâu, cho nên là mình sẽ giải quyết theo triệu chứng. Ví dụ như mình bị ho thì mình uống thuốc ho, sốt thì uống thuốc sốt, và follow liền Facebook của bác sĩ Trương Hữu Khanh để theo dõi thông tin. Trên Facebook của bác thì có tất cả những cái thông tin về Covid, từ video tới bài viết rất là nhiều, về cách mình giải quyết khi mình bị mệt, mình tức ngực, mình khò ho, rồi mình sốt, mình phải làm gì, có mọi thứ. Cho nên là mọi người có thể lên follow Facebook của bác để theo dõi. Sau khi mình đã list xong chuẩn bị phần thuốc thì mình bắt đầu là sắp xếp lại vị trí trong nhà. Trong nhà mà có một hoặc hai người bị thì những người còn lại khả năng sẽ bị rất là cao. Tuy nhiên là mình cũng cần tách mọi người ra với nhau. Nên là ai bị thì cần tách ra với những người không bị. Và trong nhà có bị hay không bị thì đều phải 5K để an toàn cho cả gia đình ha. Nhà mình thì lựa chọn cái việc là xin ở lại ở nhà tự cách ly và không có đi cách ly. Tại vì ngoại của mình lớn tuổi quá và nhiều bệnh nền quá. Tất nhiên là khi bị bệnh thì không có nơi nào tốt bằng để mình có thể trị bệnh là bằng bệnh viện và gặp bác sĩ. Tuy nhiên là cái thời điểm này y tế nó quá tải á. Cho nên là nhà mình quyết định là cho ngoại của mình ở nhà. Để mà để một cái người lớn tuổi ở nhà như vậy, cái điều đầu tiên bạn cần làm á, đó là chuẩn bị tinh thần cho cái việc xấu nhất xảy ra. Cái thứ hai á, đó là cần chuẩn bị kiến thức cũng như là tổng hợp những cái kỹ năng mình cần có, để trường hợp có chuyển biến gì đó thì mình có thể xoay sở kịp. Nhà mình thì ngay lập tức mua một cái máy tạo oxy cho bà ngoại. Thì cái máy đó nhà mình mua với giá là 12 triệu. Máy đó là máy tách oxy từ không khí và để ngoại thở 24/24 trong mấy ngày liên tục, bởi vì oxy tuột dưới 80. Còn nếu như trong nhà không có người già nào mà bệnh nền nhiều như vậy á, thì mình cứ theo dõi những cái cơn sốt, cơn ho. Sốt thì uống thuốc sốt, ho thì uống thuốc ho. Nhớ là không có nằm ù lì một chỗ, mà hãy chịu khó buổi sáng thì phơi nắng. Ngoài ra thì tập thở, vận động nhẹ để giúp cơ thể của mình nó dễ chịu hơn, phổi của mình phát triển tốt hơn và người của mình nó sẽ không có bị kéo sức. Bạn tưởng tượng là bình thường mình không bệnh á, mình nằm nhiều nó cũng mệt. Biết là bây giờ Covid nó sẽ khiến mình rất là mệt, đau nhức người, nhưng mà nếu mà mình nằm nhiều á thì nó đã mệt, nó càng mệt hơn. Cho nên cái việc vận động nhẹ tại chỗ, quét nhà, lau nhà, dọn nhà nó sẽ giúp mình rất là nhiều trong cái việc là khỏe hơn, giải tỏa được mấy cái năng lượng xấu, năng lượng tiêu cực và năng lượng tích cực nó cũng sẽ được sinh ra. Ngoài ra thì nhà mình xông tỏi. Vì cái thời điểm mà phong tỏa thì bên nhà ngoại mình không có mua được nhiều á, cho nên là mọi người bắt đầu xông tỏi, ăn tỏi sống và lấy tỏi á, xông vào lỗ mũi, hít và xông. Ăn tỏi sống nó rất là tốt cho cái đường thanh quản, cái cổ họng của mình, tại vì virus sẽ bám ở trên cổ họng này, trên mũi. Ngoài ra thì mình có thể mua viên xông nữa. Nếu mà không có mua được xả chanh gần thì mình có thể sử dụng viên xanh, viên xông mua ở tiệm thuốc tây để xông mỗi ngày 3 lần. Ngoại thì mình thì lớn tuổi quá mà ngoại của mình còn bị hơi điếc nữa, cho nên là không có xong được luôn á. Nhưng mà bất cứ lúc nào mà có thể đỡ ngoại ngồi dậy á thì sẽ đỡ ngoại, sau đó thì sẽ chím tay này, vỗ lưng. Như kiểu là vỗ ọc cho em bé vậy đó, sẽ vỗ như vậy nè, để hạn chế cái việc bị đờm và giúp cho phổi của mình nó dễ chịu hơn. Cái giai đoạn mà bệnh á, sẽ không có muốn ăn gì hết á, cho nên là phải ép ăn.
mỗi lần ăn á thì sẽ năn nỉ, nói ngọt, nói to, nói nhỏ, nói chung là làm mọi cách để tốt nhất cho cái người bệnh. Ngoại của mình thì uống yến lon á, uống yến hủ nữa, và ngoại mình tiểu đường nên uống yến không đường. Mình nghĩ là cái yến nó có nhiều chất bổ, cho nên là khi mà mình ăn được ít nó cũng có bổ cho người của mình á. Thì ngoại uống yến nè, ăn yến chưng nè, rồi ăn cháo yến nè, nói chung là yến 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 không vậy đó. Ngoại mình đi qua 2 ngày sốt ly bì trên 40 độ, và thời điểm đó nó rất là kinh khủng mọi người, tại vì sốt cao quá nó dẫn tới tiêu chảy, xong rồi sau đó thì cơn ho tới, rồi ngoại của mình quá mệt mà ngoại của mình không có nghe người khác nói cái gì, con cháu nói gì cũng không nghe, cứ nằm ly bì như vậy á. Nó rất là nguy hiểm, cho nên là cứ phải đo liên tục cái nồng độ oxy trong máu. Và nhà mình thì quyết định là cho ngoại thở oxy 24 trên 24. Cái việc này thì nó không có tốt, tuy nhiên là khi mà oxy nó quá thấp rồi và người già nữa không thể tập thở thì cho thở 24 24 để hỗ trợ tối đa cái phổi. Sau đó thì giảm cái lượng oxy xuống từ từ. Cái quan trọng nhất trong cái đợt Covid này á là mọi người phải động viên nhau, cái tinh thần của mọi người phải tốt, thật là tốt thì mình sẽ vượt qua. Còn nếu như mình sợ hãi quá, mình hoảng loạn quá thì nó sẽ kéo sức của mình xuống rất là nhanh. Mình hy vọng là với những chia sẻ vừa rồi của mình á thì nếu như bạn đang là F0 hoặc là có một F0 nào đó là bạn bè hoặc người thân của bạn thì bạn sẽ biết cách để mình phải làm gì. Mỗi ngày thì mình luôn gọi qua bên ngoại rất là nhiều lần, gọi liên tục để làm gì, để trấn an, để cổ vũ, để động viên. Nên là nếu như đang có một F0 nào đó gần bạn và bạn có thể chia sẻ được thì nhớ an ủi người ta nha. Động viên tinh thần thật thật là nhiều vô. Và mình hy vọng là tụi mình, nước mình, thế giới này rồi sẽ bình an trở lại nha.